Xin chào, chào mừng tất cả các bạn khán giả đang quay trở lại với phần phỏng vấn sau trận đấu. Một trận đấu mà có lẽ rất nhiều người đã chuẩn bị một tâm hồn đẹp để xem 5 ván thi đấu khốc liệt. Nhưng mà Sài Gòn Phantom nói không, họ chiến thắng vô cùng hủy diệt trước kỳ phùng địch thử V-Gaming với tỷ số là 3-0 khiến cho nhiều người bất ngờ. Và bây giờ thì hãy cùng xem là các chàng trai của Sài Gòn Phantom họ đang nghĩ gì sau chiến thắng này nhé. Xin chào Vâng. Dạ em xin chào chị và mọi người ạ. Chào Vâng, chúc mừng Vâng với chiến thắng ngày hôm nay. Hôm qua thì trong phần phỏng vấn sau trận đấu thì Vâng cũng có chia sẻ với cả anh Huy Popper đó là hôm qua thì mình đánh xong sớm TDT để mình vừa xem Flash nè và vừa chuẩn bị kỹ càng cho trận đấu hôm nay trước V-Gaming. Vậy thì bạn có bất ngờ với tỷ số ngày hôm nay là 3-0 chóng vánh không hay là nó cũng nằm trong tính toán cả rồi? Dạ em cũng hơi bất ngờ tại vì em nghĩ là có thể là kiểu hôm nay sẽ hơi chật vật một tí nhưng mà... Nhưng mà nó lại không chật vật lắm đúng không? Vậy thì bạn đã đánh giá như thế nào về V-Gaming ngày hôm nay? Họ theo bạn thì đâu là lý do khiến cho các bạn có thể chiến thắng 3-0 một cách hủy diệt như vậy? Mình nghĩ hôm nay bọn mình về phần di chuyển cũng như là về ban bích thì mình nghĩ là đều ăn V-Gaming. Thì chắc sau buổi ngày hôm nay thì V-Gaming về sẽ cải thiện được rất là nhiều. Sau một mỗi thất bại thì cả V-Gaming và Sài Gòn Phantom thường là sẽ là những đội tuyển mà sẽ rút ra được bài học và quay trở lại sớm, chứng tỏ rằng Bâng cũng đang rất là mong chờ sự trở lại sau đó của V-Gaming đây. Và ở lượt đi thì các bạn đã có một chiến thắng 3-2 nhưng ở lượt về thì là 3-0. Điều này khiến cho nhiều người nghĩ rằng là liệu V-Gaming có còn là một đội tuyển gây khó dễ cho Sài Gòn Phantom nữa hay không? Thì theo Bâng thì sao? Mình nghĩ là vẫn còn ạ. V-Gaming vẫn còn là một cái tên gọi là cái khó dễ cho team em, nhưng mà đội tuyển em thích nhất vẫn là team Flash ạ. Vâng, cái đó thì ai cũng biết rồi, đội của Lai Vâng ạ, đội của Lai Vâng. Vậy thì hỏi về V-Gaming nhiều rồi thì chúng ta sẽ hỏi về đồng đội đi. Ngày hôm nay thì ván đấu đầu tiên thì Red với con bài Elsu đã giành được rất nhiều lời khen và cũng giành được điểm MVP. Thì nhiều người nói là Red là bậc thầy Elsu của đấu trường danh vọng hiện tại. Thì Bâng thấy sao về nhận định này? Em thấy là cũng đúng, nhưng mà Red Solo Elsu thua em. Red Solo Elsu thua Bâng. Ồ, như vậy là dạ, nếu mà tính chất bắt cầu là em là bậc thầy của bậc thầy Elsu của đấu trường danh vọng. Dạ, đó chỉ là solo thôi chị. Vâng, vậy thì bạn cho Red mấy điểm trong phần trình diễn ngày hôm nay? Dạ, không có gì phải chơi, 10 điểm. 10 điểm đúng không? Rồi, cảm ơn Vâng với tinh thần đồng đội rất là cao của Sài Gòn Phantom. Kết thúc tuần đấu nước rút của mùa giải thì Sài Gòn Phantom vẫn đang giữ vững phong độ và ở top 1 bảng xếp hạng. Còn các đội tuyển khác thì đang bám sát và cạnh tranh cho ngôi vị top 2 và top 4. Đây là một câu hỏi, Vâng hãy nghe kỹ nhé. Cụ thể này là GG Live và V-Gaming thì đang cạnh tranh vị trí top 2. Và TDT, Heavy, Team Flash, đội của chúng ta đó, và HQ đang cạnh tranh top 4. Thì bạn có thể đưa ra dự đoán cuối cùng top 4 của mùa giải năm nay không? Top 4 Team Flash. Team Flash chắc chắn top 4. Team Flash chắc chắn top 4, lý do là vì sao? Dạ bởi vì như vậy ạ, em rất là thích Team Flash. Team Flash chắc chắn là top 4. Đội của chúng ta mà đúng không? Thế còn top 3 và top 2? Top 3 thì top 2, vậy là chắc là GG Live hoặc là V-Gaming rồi chị. Em nghĩ là V-Gaming vẫn là top 2. Như vậy là Sài Gòn Phantom, V-Gaming, GG Live và Team Flash. Đó là dự đoán của Lai Bâng. Vậy thì còn các bạn thì sao? Hãy để lại dự đoán của chúng tôi nhé. Khi mà chỉ còn một tuần đấu cuối cùng nữa thôi thì vòng bảng sẽ khép lại rồi. Và bốn cái tên sẽ bước vào vòng playoff. Đó là những đội tuyển nào? Hãy để lại comment nhé. Cảm ơn Lai Bâng với phần phỏng vấn rất là thú vị vừa rồi. Và chúc mừng Sài Gòn Phantom một lần nữa khi tiếp tục giữ vững phong độ và chiếm trị trên bảng xếp hạng của đấu trường danh vọng. Cùng với đó chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tới nhãn hàng sữa chua uống tiệt trùng THG Yogurt đã đồng hành cùng với đấu trường danh vọng mùa đông 2023. THG Yogurt tiếp năng lượng lập chiến công. Cùng với đó xin được cảm ơn nhà tài trợ Miến Liền Hảo Hảo lần thứ tư liên tiếp đồng hành cùng với đấu trường danh vọng Liên Quân Mobile. Hảo Hảo bùng hảo vị chiến hảo game. Còn bây giờ thì Phương Thảo và Lai Vân cũng xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn khán giả trong tuần đấu cuối cùng của vòng bảng nhé.